Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tá Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Chelsea với Leicester City. Chelsea phải thắng ở trong trận đấu này để có thể vững vàng vị trí thứ 3 của mình. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tá Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tá Bóng Đá nhé! Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Chelsea gặp Leicester City. Trận đấu bù của vòng 27 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 2 giờ ngày 20 tháng 5. Đây là một trận đấu mà Chelsea, cái đội có phong độ thất thường ở thời điểm gần đây. Hơn nữa, Chelsea còn thường xuyên khiến cho người chơi đánh kèo theo cửa họ và thua cược. Chỉ có đúng 3 trận gần nhất là Chelsea giúp người chơi ăn cược là trận thắng 3-0 trước Leeds United, hòa 0-0 trước Liverpool. Về phía Leicester City thì họ cũng đang có sự trở lại mạnh mẽ sau những trận đấu gần đây nhất. Thắng 3-0 Norwich City, thắng 5-1 Watford. Đây là trận đấu của hai đội đang nằm trong nhóm cuối bảng và đã chắc suất xuống hạng rồi. Nên là cái trận thắng như này cũng chưa thực sự là mang đến những cái tinh thần tốt nhất cho bầy cáo. Kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1,5 cả trận 3 hòa. Theo đánh giá cá nhân chúng tôi thì việc Chelsea họ đang có hàng công là chơi ở mức có cái sức bật, nhưng mà hàng thủ thì đang chơi rất tệ trong các trận đấu gần đây. Họ thủng 2 bàn trước Wolves này, thủng 1 bàn trước Everton và thủng 1 bàn trước Manchester United. Chúng tôi nhận thấy rằng Chelsea hiện tại họ đang gặp quá nhiều vấn đề về cả thượng tầng đội bóng lẫn cả trong nội bộ của những cầu thủ nữa. Hàng thủ hiện tại là nhiều cầu thủ sắp ra đi khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Sự đoàn kết vẫn đang được Chelsea duy trì nhưng mà cái độ tập trung thì lại không thực sự là mang đến sự yên tâm cho người chơi. Còn về Leicester City, ở phong độ ghi bàn của Leicester City họ đang trở lại rất mạnh mẽ. Trong 3 trận gần nhất họ ghi được là 9 bàn thắng. Với sự bùng nổ của phía Leicester City và việc Chelsea họ cũng trận này là đã tinh thần thoải mái hơn rồi. Họ chắc chắn có suất dự Champions League mùa sau và bây giờ duy trì vị trí top 3. Chúng tôi nghĩ rằng cửa tài trận này là hợp lý. Nhà cái đưa ra mức chấp trên dưới Chelsea chấp Leicester City 1,5 trái. Việc trận đấu này có nhiều bàn thắng là điều dễ xảy ra. Chelsea có thể ghi được nhiều bàn nhưng chúng tôi nghĩ rằng họ cũng có thể thủng nhiều bàn trong trận này. Leicester City họ đang lấy lại những cái sự tự tin, những cái điều tốt nhất sau mà chuỗi trận thi đấu quá căng. Họ đấu ở đấu trường Ngoại hạng Anh này, rồi cả Conference League. Còn bây giờ thì chỉ còn một đấu trường thôi, cùng với tâm lý thoải mái. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa dưới Leicester City ở mức chấp 1,5 có thể là một lựa chọn hợp lý hơn. Và dự đoán Chelsea sẽ thắng 3-2. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tam Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.